Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đăng Mất của Chip Handmade. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một cái mẫu vớ dành cho bé từ 3 đến 6 tháng. Thì ngoài ra mình sẽ có hướng dẫn thêm cho mọi người cách tăng giảm size theo số đo của từng bé khác nhau. Thì đây là cái mẫu vớ mình đã móc sẵn cho mọi người dễ hình dung về cái mẫu vớ này. Nếu mọi người xem bản dẫn mình mà thấy bản dẫn mình hay thì mọi người nhớ để lại bình luận, nhấn thích video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì đây là cái mẫu vớ nha mọi người. Cái mẫu vớ này mình có làm thêm cái phần nơ phía bên để tăng cái điểm nhấn lên cho đôi vớ thêm dễ thương hơn. Thì đây, đây là phần gót nha. Thì cái mẫu vớ này có chiều dài số đo bằng chân tương ứng với bé từ 3 đến 6 tháng là khoảng trên 9.5 cm, chưa tính cái độ co giãn của vớ nha mọi người. Và đây là mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái số đo trung bình của bàn chân bé theo từng size khác nhau. Và đây là độ tuổi của bé nha. Thì với bé dưới 1 tháng tuổi thì chiều dài bàn chân khoảng tầm 8 cm. Thì bé 3 tháng tuổi thì chiều dài bàn chân tầm 9 cm. Và cái size mình móc là size từ 3 đến 6 tháng tuổi thì bé chiều dài bàn chân của bé khoảng tầm 9.5 cm nha. Đây, 6 đến 9 tháng thì 10.5 cm. 9 đến 12 tháng 11.5. Và 12 đến 18 tháng thì bé nó sẽ nằm trong cái khoảng từ 12 đến 13 cm. Thì đây là bảng số đo trung bình mình lấy được, nhưng mà ngoài ra thì các bạn nếu mà muốn chính xác thì các bạn sẽ đo bàn chân của bé từ gót cho tới cái ngón chân, có chiều dài ngón chân nào cao nhất của bé nha, để lấy số đo cho chính xác để khi chúng ta móc thì sẽ vừa vặn với chân bé hơn. Thì cái cách tăng giảm size rất là đơn giản. Thì đầu tiên cái mẫu này thì mình sẽ tăng mũi ở phần chóp của cái phần vớ này. Đây, thì khi mà các bạn tăng cái phần chóp này, các bạn sẽ tăng cho đến khi mà cái phần chóp này, khi các bạn đè, các bạn sẽ đè xuống như vậy và đo từ phía bên góc này sang cái phía góc này của cái phần tăng mũi ấy. Khi nào cái phần tăng mũi đó bằng chiều ngang của phần chân bé thì cái này bắn các bạn phải lấy cái chiều ngang, số đo chiều ngang của phần chân bé này nha. Đó, thì ở đây cái phần chóp này mình móc cho cái size này nè, size từ 3 đến 6 tuổi thì phần chóp này mình đo được 5 cm. Thì mình sẽ không giảm mũi nữa nha. Cái chiều ngang của chân bé là bằng 5 cm. Thì mình thấy là vừa rồi thì mình sẽ không có tăng mũi nữa. Và mình bắt đầu móc thẳng xuống. Thì ở đây nó sẽ có cái phần đế, cái phần vớ này nó sẽ có 3 phần nha. 2 phần nha. Một phần là từ đầu cho tới cái phần hết cái phần tăng mũi này. Đó, một phần, phần giữa và phần gót. Thì ở đây mỗi phần nó sẽ là bằng chiều dài của cái phần này này. Ở đây nè, từ cái phần đỉnh của cái phần tất cho tới cái phần đây. Còn cái phần gót này mình chưa nói nha, nó sẽ bằng 2 chiều dài bàn chân chia cho 3 và nhân đôi lên. Thế tức là nó sẽ bằng 2 phần của chiều dài bàn chân nha mọi người. Thì đây các bạn sẽ lấy cái số này nè, cái số chiều dài bàn chân này các bạn chia 3 rồi nhân 2 lên. Thì nó sẽ bằng từ đỉnh cho tới cái vị trí này, vị trí số hàng của phần đầu mũi của đôi vớ này. Còn cái phần gót này nè là bằng 1/3 của phần chiều dài bàn chân. Đó. Thì khi mà các bạn móc được cái phần tăng mũi rồi thì các bạn sẽ móc chiều dài cái phần hàng không tăng không giảm mũi á, cho đến khi nào là đạt 2/3 chiều dài bàn chân rồi á thì mọi người sẽ chia đôi số mũi để móc cái phần gót. Phần gót ở đây thì phần gót ở đây nó sẽ bằng 1/3. Nó sẽ có những cái hàng không tăng không giảm mũi để móc lên. Ở đây cái size này mình sẽ móc 5 hàng không tăng không giảm mũi. Thì 5 hàng này nó sẽ bằng 1/3 số đo này nè, 1/3 số đo chiều dài của bàn chân. Thì sau đó mình mới giảm mũi nha. Đó. Thì các bạn sẽ căn cứ vào cái số đo này để các bạn móc cái số hàng móc tương ứng với cái số đo của chân bé. Thì khi mà các bạn móc được và lấy được số đo rồi thì trong quá trình móc thì các bạn sẽ dễ dàng điều chỉnh cái số đo này, dễ dàng điều chỉnh số hàng để cho phù hợp với từng size khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc cái mẫu vớ này cũng như là cái dụng cụ để móc cái mẫu vớ này nha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người về dụng cụ để móc cái mẫu vớ này cho bé nha. Thì về chất len mình sử dụng đó là len cúc tần. Và len này nó có kích thước khoảng 1.5 mm. Cái móc mình sử dụng đó là kim móc 3.0 mm. Ngoài ra mình có thêm sử dụng thêm kim đánh dấu như thế này.
và còn có thêm kéo cắt len và kim khâu len, thì đó là những dụng cụ không thể thiếu khi các bạn đang móc rồi. Và để móc cái mẫu tất này thì đầu tiên các bạn sẽ khởi tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật với 6 cái mũi đơn nha. Thì đầu tiên mình sẽ khởi tạo cái vòng tròn ma thuật với 6 cái mũi đơn. Đầu tiên các bạn sẽ quấn len cho mình. Ở đây các bạn sẽ quấn len như thế này. Sau đó các bạn sẽ đâm kim qua cái vòng tròn này, kéo cái sợi len dài qua cái vòng tròn như vậy. Các bạn sẽ len cho mình một cái mũi bính và móc vào cái vòng tròn này cho mình 6 cái mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó thì các bạn sẽ giữ cái phần sợi dây len này và rút lại. Thì vòng tròn nó đã khít như thế này rồi nha mọi người. Thì ở cái mẫu tất này, cái phần đầu của mũi của cái mẫu tất này á, thì mình sẽ không có móc mũi trượt mà mình sẽ kết thúc cái vòng móc. Mình sẽ móc xoắn ốc nha mọi người. Thì ở đây mình sẽ móc vào, mình sẽ quay ngược lại và gặp cái chân móc đầu tiên ở đây nè. Đây là chân móc đầu tiên nè. Thì tất cả các mũi móc ở cái phần này thì mình sẽ móc vào cái chân phía sau, cái sợi len phía dưới của mỗi chân móc. Thì đây, mỗi cái chân móc nó sẽ có hai sợi len như vậy. Đây, nó sẽ có hai sợi len như vậy nè, một sợi trên một sợi dưới. Thì các bạn sẽ đâm kim vào cái sợi phía dưới này nè của mũi chân móc để móc nha. Đây đó, các bạn sẽ đâm kim vào cái sợi len phía dưới để móc cho mình. Thì ở đây sau khi móc xong được 6 cái mũi đơn này, mình sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên ở đây và đâm kim vào sợi len phía dưới, móc vào đây là hai cái mũi đơn. 1 2 và dùng kim đánh dấu cái mũi đơn đầu tiên lại. Tiếp tục ở chân móc thứ hai của mình cũng sẽ móc vào cái sợi len phía dưới là hai cái mũi đơn. Tiếp tục ở chân móc thứ ba, hai mũi đơn. Chân móc thứ tư, hai mũi đơn. Chân móc thứ năm, hai mũi đơn. Chân móc thứ sáu, hai mũi đơn. Vậy là ở cái vòng móc thứ hai này mình đã có là số mũi đã gấp đôi so với vòng móc đầu tiên rồi. Thì ở vòng móc thứ ba này, các bạn sẽ tháo cái kim đánh dấu này ra, móc vào cái chân móc đầu tiên này cho mình. Nhớ là móc vào cái chân móc phía dưới nha mọi người, cái sợi len phía dưới này này. Móc vào chân móc đầu tiên này cho mình một mũi đơn. Dùng kim đánh dấu và đánh dấu cái mũi đơn này lại. Ở chân móc thứ hai, móc vào đây là hai mũi đơn. Chân móc thứ ba, một mũi đơn. Chân móc thứ tư, hai mũi đơn. Chân móc thứ năm, một mũi đơn. Chân móc thứ sáu, hai mũi đơn. Đó, bây giờ mình cứ lặp lại một chân móc là một mũi đơn, rồi chân móc tiếp theo là hai mũi đơn. Cứ như vậy thì lặp lại cho tới hết cái vòng móc này. Đây là chân móc cuối cùng, là chân móc cuối cùng là hai cái mũi đơn nè. Rồi mình đã xong cái vòng móc thứ ba. Thì ở vòng móc thứ tư, ở vòng móc thứ tư ở chân móc đầu tiên nè, tới gặp cái kim đánh dấu nè, mình tháo kim đánh dấu ra. Thì ở chân móc đầu tiên của vòng móc thứ tư, mình sẽ móc vào đây là một cái mũi đơn và dùng kim đánh dấu đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên này. Ở chân móc thứ hai, mình sẽ móc vào đây là một cái mũi đơn. Ở chân móc thứ ba, mình sẽ móc vào đây là hai mũi đơn. Chân móc thứ tư, một mũi đơn. Chân móc thứ năm, một mũi đơn. Chân móc thứ sáu, hai mũi đơn. Chân móc thứ bảy, một mũi đơn. Chân móc thứ tám, một mũi đơn. Chân móc thứ chín, hai mũi đơn. Tức là cứ hai mũi không tăng sẽ là một mũi tăng nha mọi người. Theo ký hiệu đó là 2x1v. Thì đây hai mũi tiếp theo nè, là một chân móc là một mũi đơn nè. Chân móc tiếp theo hai mũi đơn. Chân móc tiếp theo một mũi đơn.
chấm móc tiếp theo nữa một mũi đơn, chấm móc tiếp theo hai mũi đơn. Và còn ba chấm móc cuối cùng nè, thì mũi hai chấm móc này là hai mũi đơn này, chấm móc cuối cùng là hai mũi đơn vào cái chấm móc này, thì mình đã hoàn thành xong cái vòng móc thứ tư rồi. Thì ở vòng móc thứ năm đó là 3x1V, tức là ba mũi đơn ở ba chấm móc liên tục, và chấm móc thứ tư mình sẽ móc hai mũi đơn vào cái chấm móc thứ tư. Thì ở cái chấm móc đầu tiên này các bạn sẽ tháo cái kim đánh dấu ra, móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc thứ năm này một mũi đơn, và dùng kim đánh dấu cái chân móc này lại. Thì hai cái chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi đơn. Vậy là mình đã có thì ba chân móc đầu tiên mỗi chân móc là một mũi đơn rồi. Chân móc tiếp theo, chân móc thứ tư thì các bạn sẽ móc vào đây cho mình là hai cái mũi đơn. Tiếp tục ở ba chân móc tiếp theo thì chúng ta sẽ móc vào đó là ba cái mũi đơn, 1 2 3. Tiếp tục ở chân móc tiếp theo nè, chân móc thứ tư là hai mũi đơn vào chân móc này. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho mình hết cái vòng móc thứ năm này cho đến khi các bạn bắt đầu vòng móc thứ sáu, thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người nha. Thì ở cái hàng móc thứ sáu các bạn sẽ móc toàn bộ là mũi chân móc là một mũi đơn hết cho mình. Thì đầu tiên mình sẽ tháo cái chân móc đầu tiên, cái kim đánh dấu ra và móc vào chân móc đầu tiên một mũi đơn. Thì các bạn lưu ý là nhớ móc vào cái sợi len phía dưới giùm mình nha. Mình sẽ móc vào chân móc đầu tiên một mũi đơn. Tiếp tục mình sẽ móc mũi chân móc là một mũi đơn cho tới hết vòng. Thì các bạn nhớ đánh dấu cái chân móc đầu tiên lại cho mình ở đây. Và sau khi mà các bạn móc xong cái hàng móc số 6 này thì bắt đầu từ hàng móc số 7 cho tới hàng móc số 13 thì các bạn sẽ móc hoàn toàn giống như hàng móc số 16 là mỗi chân móc là một mũi đơn nha. Ở đây mình đã móc xong cái hàng móc số 13 rồi, thì ở cái hàng móc số 13 nó sẽ có tổng cộng là 30 cái chân móc tất cả, thì nó bằng số chân móc trên hàng móc số 6 nha mọi người. Thì ở đây 30 chân móc thì mình sẽ chia ra làm hai, thì một phần phía dưới gót chân nó sẽ là 15 và phần mu bàn chân sẽ là 15. Thì ở đây các bạn sẽ quan sát cho mình, thì đây là cái chân móc đầu tiên của vòng móc thứ 14 này. Thì ở phần vòng móc thứ 14 mình sẽ tiến hành móc luôn cái phần gót chân nha, cái gót của phần tất nha. Thì ở đây đầu tiên thì các bạn sẽ trượt cho mình một mũi trượt vào cái chân móc đầu tiên của cái vòng móc này. Đầu tiên mình sẽ trượt một mũi trượt vào chân móc đầu tiên ở đây, sau đó thì các bạn sẽ lên một mũi bính và móc vào chân móc đầu tiên này cho mình một mũi đơn. Tiếp tục thì các bạn sẽ móc cho mình là 14 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc là một mũi đơn, tính cả mũi đơn đầu tiên này nữa là 15 chân móc nha mọi người. Thì bây giờ này mình sẽ móc là 14 chân móc là mỗi chân móc là một mũi đơn nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Sau đó mình sẽ lên một mũi bính và quay ngược lại. Thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn cho tới hết cái hàng móc này. Thì chân móc đầu tiên mình sẽ móc một mũi đơn, sau đó là 14 chân móc tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Thì với cái hàng móc này tiếp theo ở đây thì mình cũng sẽ có là 15 cái mũi đơn. Thì đây là cái hàng móc số 2 của phần gót chân nha mọi người. Thì ở cái hàng móc số 3, số 4 và số 5 thì nó sẽ giống hàng móc số 1 và hàng móc số 2. Tức là cái mỗi hàng móc chúng ta sẽ móc 14, 15 mũi đơn nha mọi người. Tức là 5 cái hàng móc liên tục ở đây, cái phần gót chân này chúng ta sẽ không có tăng giảm mũi mà móc đều nhau luôn. Thì
Thì đây là sau khi mình móc được 5 cái hàng mũi đơn liên tục, thì lưu ý cho mình là 5 cái hàng mũi đơn liên tục này chỉ có cái hàng đầu tiên mình móc vào chân sau cái sợi len phía dưới của mũi chân móc, nhưng mà bắt đầu từ hàng số 4 cho tới hàng số 5 thì các bạn sẽ móc vào hai cái sợi len ở trên một chân móc này luôn nha. Các bạn sẽ móc đâm kim như vậy nè. Đây là chân phía sau này, bình thường mình sẽ móc vào chân sau này, nhưng mà ở đây mình sẽ đâm kim vào hai cái sợi chân trước và chân sau như vậy luôn nha. Thì ở hàng móc số 4 cho tới hàng móc số 5 là điều mình đâm kim vào hai cái chân trên mỗi chân móc luôn. Thì đây là sau khi mình móc xong cái hàng móc số 5 thì mình đã được một cái phần móc như vậy nè. Đây là phần đỉnh của tấc nè. Đây. Thì bây giờ bắt đầu từ hàng móc số 6 mình sẽ giảm mũi nha. Thì mình sẽ lên một mũi bính và quay ngược lại nè. Mình sẽ giảm hai mũi thành một mũi, cứ như vậy lặp lại cho tới cuối hàng. Thì ở đây hai mũi đầu tiên và mũi thứ hai, thì mũi đầu tiên mình bỏ qua mình không móc, và mình móc vào mũi thứ hai một mũi đơn, thì coi như đây là mình đã giảm hai mũi thành một mũi rồi. Thì ở mũi thứ hai và mũi thứ ba và mũi thứ tư mình sẽ giảm thành một mũi. Thì cách mình giảm như sau: đầu tiên mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên lấy len, tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ hai lấy len, sau đó kéo cái sợi len này qua chân móc đầu tiên ở đây. Thì bây giờ trên kim mình có hai chân móc, sau đó mình lấy len và kéo qua hai chân móc này đó, vậy là mình đã giảm được hai chân thành một chân rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ giảm từng cặp như vậy nhé. Đầu tiên đâm kim qua chân móc này nè, tiếp tục đâm kim qua chân móc này nè, kéo sợi len này qua chân móc ở đây, sau đó lấy len và kéo qua hai chân móc trên kim đó, tiếp tục giảm, tiếp giảm một mũi nè, lấy len kéo qua hai chân móc này, đâm kim nè. Tiếp tục chúng ta sẽ giảm, lấy len và kéo qua hai chân móc, tiếp tục mình sẽ giảm từng cặp như vậy nhé. Và đây mình đã tới cái chân móc cuối cùng, thì đây các bạn sẽ móc vào chân móc cuối cùng này cho mình một cái mũi đơn vào đây, sau đó các bạn sẽ lên một mũi bính và quay ngược lại. Thì ở cái hàng móc này, cái hàng móc thứ 7 của cái góc chân này, thì các bạn cũng sẽ giảm tương tự thôi, cứ hai mũi các bạn sẽ giảm thành một mũi, và các bạn sẽ giảm như vậy cho đến khi số cái chân móc ở trên cái hàng móc cuối cùng, ở trên kim còn hai chân móc thì các bạn dừng lại để mình tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nhé. Giảm khi nào ở trên cái hàng móc cuối cùng nó còn hai chân móc nha mọi người. Thì đây mình cũng sẽ giảm này. Thì đây là mình sẽ giảm, và đây là số chân móc trên kim móc, nó sẽ còn hai cái chân móc trên một cái hàng móc cuối cùng ở đây nè. Thì đây mình sẽ có là 5 hàng ở đây nè, 6 7 8 hàng số 8 này thì nó sẽ còn hai cái chân móc trên cái hàng móc này thôi. Thì móc xong hàng móc số 8 rồi, bây giờ mình sẽ móc phần viền, đi phần viền ở đây để mình lên cái phần thân trên của phần tấc, phần vớ này. Thì ở đây các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính và quay ngược lại móc vào hai chân móc ở đây của hàng móc số 8, là mỗi chân móc là một cái mũi đơn ở đây, 1 2. Thì các bạn sẽ tương ứng phía bên này, đây là mình có là 8 cái hàng móc nha mọi người, mình sẽ móc vào ở đây là có được 8 cái hàng mũi đơn, thì các bạn sẽ móc cho mình 7 mũi đơn ở vị trí này. Thì cái hàng móc số 8 là cái hàng móc mình đang móc hai cái chân móc này nè, hai cái mũi đơn ở đây nè. Thì các bạn sẽ bỏ qua cái hàng số 8 mà các bạn không móc. Thì ở tương đương với 7 cái hàng mũi đơn ở đây thì các bạn sẽ móc ở đầu mỗi hàng là một cái mũi đơn nha. Thì chúng ta sẽ có là cái phần mũi đơn ở đây nè, cái phần bo ở đây nè. Mình sẽ có là 7 mũi đơn tất cả nè. Đây là 1 2 3 4 5 6 7. Thì các bạn cứ giống ngang cái đầu hàng là các bạn cứ móc một cái mũi đơn, thì chúng ta sẽ có 7 mũi đơn trên cái 7 hàng móc ở đây. Thì ở cái chân móc ở cái phần ở phía trước
thân trên của cái phần mu bàn chân ở đây nè, thì các bạn sẽ móc mũi chân móc là một cái mũi đơn, và các bạn sẽ móc vào cái chân sau của cái phần thân trên này, các bạn sẽ móc vào cái chân lan, sợi lan phía dưới của mũi chân móc này, các bạn sẽ móc cho mình mũi chân móc là một cái mũi đơn ở cái chân phía dưới của mũi chân móc ở phần thân trên ở đây. Thì sau khi mà các bạn móc cái phần thân trên toàn bộ là mũi đơn như vậy ở cái chân móc phía dưới sang với góc phía bên này, thì ở 7 cái hàng móc mũi đơn ở đây các bạn sẽ móc 7 cái mũi đơn ở đầu mỗi hàng móc tương ứng với phần đối xứng phía bên này nè. Như phần góc phía bên này các bạn sẽ móc 7 cái mũi đơn rồi, thì phần phía bên này 7 hàng móc thì chúng ta cũng sẽ móc 7 cái mũi đơn. Đây mình sẽ móc 1 2 3 4 5 6 7. Đó, 7 mũi bên này, 7 mũi bên này, 2 mũi phía trên này và phía trước nữa. Thì sau đó thì mình sẽ trượt một mũi trượt vào ở đây. Mình sẽ trượt vào mũi trượt vào đầu cái chân móc đầu tiên ở đây để kết thúc cái vòng móc này. Đó, vậy là mình đã xong. Tạo thành được một cái phần đuôi dày phía này nha mọi người. Thì bây giờ đuôi phần tất, thì bây giờ mình sẽ móc thẳng lên. Mỗi hàng móc là mỗi chân móc là một mũi đơn. Thì đầu tiên các bạn sẽ lên một mũi bính và móc vào, các bạn sẽ lấy len ở đây nè. Đó, các bạn sẽ móc vào cái chân sau của mỗi chân móc một mũi đơn, và các bạn sẽ móc thẳng lên. Ở phần này thì chúng ta sẽ móc cao lên để tạo phần cổ cho phần cái phần vớ, nên là các bạn chỉ cần móc cao lên, móc cho mình 10 hàng tất cả, không tăng không giảm mũi. Sau khi mình móc liên tục được 10 hàng thì mình đã được cái phần cổ của phần vớ như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần tai nha. Thì ở đây các bạn sẽ gập đôi cái phần vớ lại như thế này cho mình nè, cho đều nhau nha. Đó. Một là chúng ta đếm mũi và chia ra phần trước 15 mũi ở phần thân trên nè, và 15 mũi ở phần và cái phần gót chân này. Tại vì phần thân trên ban đầu mình chia ra ở cái chỗ phần chóp mũi ở đây nè, chóp vớ ở đây nè, là 15 mũi ở phần thân trên. Khi các bạn đếm thì các bạn sẽ đếm được 15 mũi thì các bạn chia ra. Hoặc là các bạn sẽ gập cái phần vớ như thế này cho mình nè, và xác định cho mình được cái mũi ở giữa ở đây. Thì mình sẽ xác định được một cái mũi ở giữa đây. Mình sẽ đếm từ cái mũi ở giữa này, mình sẽ đếm là 1, 2, 3 và đánh dấu mũi thứ tư. Tương tự như phần phía bên này thì mình sẽ đếm 1, 2, 3 và đánh dấu cái mũi thứ tư lại nha. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành móc cái vòng móc thứ 11 bằng cách là các bạn sẽ móc mũi đơn cho tới cái vị trí sát bên cái chân móc mà các bạn đánh dấu, cái chân móc ở đây nè, sát bên chân móc đánh dấu nè. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần tai nè. Thì đây các bạn sẽ tháo cái kim đánh dấu đầu tiên này ra, và mình sẽ móc vào cái vị trí mà mình vừa tháo kim đánh dấu này là 5 cái mũi kép đơn. 1 2 3 4 5. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua một chân móc và móc vào chân móc kế bên một cái mũi đơn. Tiếp tục thì các bạn sẽ móc cho mình này, một mũi đơn vào chân móc tiếp theo này. Tiếp tục một mũi đơn vào chân móc tiếp theo nữa này. Và mình sẽ móc mũi chân móc là một mũi đơn cho tới cái chân móc sát bên cái chân móc mà kim đánh dấu tiếp theo ở đây. Thì đây là chân móc kế bên chân móc kim đánh dấu nè. Thì mình sẽ tháo cái kim đánh dấu này ra nha. Mình sẽ móc tiếp vào cái vị trí mình vừa tháo kim đánh dấu là 5 cái mũi đơn. 5 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua một chân móc
và móc vào cái chân móc kế bên cho mình một mũi đơn. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi đơn cho tới hết cái vòng móc này. Thì sau khi mà các bạn tạo xong cái phần lỗ tai phía trước, móc cho mũi đơn cho tới cuối hàng, thì mình sẽ trượt một mũi trượt vào cái chân móc đầu tiên ở đây để kết thúc cái hàng móc này. Và bây giờ mình sẽ móc cái phần viền phía trên nha. Mình sẽ đi cái phần viền phía trên. Thì đầu tiên các bạn sẽ lên một mũi bính này, các bạn sẽ trượt cho mình một mũi trượt vào cái chân móc kế bên, chân móc đầu tiên nè, cái chân móc kế bên các bạn sẽ trượt cho mình một mũi trượt vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính và trượt một mũi trượt vào chân móc tiếp theo. Tiếp tục lên một mũi bính, trượt một mũi trượt vào chân móc tiếp theo. Tiếp tục lên một mũi bính và trượt như vậy. Thì các bạn sẽ lặp lại cái thao tác lên một mũi bính và trượt một mũi trượt như vậy cho tới hết cái vòng móc phía trên ở trên phần thân trên của phần vớ này nha. Đây, mình cứ lên một mũi bính, trượt một mũi trượt như vậy nha. Và các bạn lặp lại cái thao tác này cho tới hết cái vòng móc này, cho tới cái chân móc cuối cùng ở phía bên này nha. Thì sau khi mình đi viền tới cái chân móc cuối cùng, mình sẽ lên một mũi bính ở đây và mình cắt cái phần len thừa cuối cùng này đi nha. Đây, mình sẽ cắt cái phần len thừa ở đây. Thì các bạn sẽ bắt đầu tiến hành giấu cái phần len thừa này. Mình sẽ dùng kim khâu len để giấu phần len thừa cuối cùng này đi. Mình sẽ đâm kim vào vị trí này. Đó, kéo cái mũi móc này xuống nha. Quay vào mặt trong của phần vớ, chúng ta sẽ thắt một cái phần nút trong này để cho cái phần dây len thừa này nó khỏi bị xuất ra trong quá trình sử dụng. Đó, sau đó thì mình sẽ luồn cái phần len thừa này vào những cái mũi đơn ở phía trong này. Thì các bạn luồn xong cái phần len này thì các bạn sẽ cắt cái phần len thừa đi. Các bạn chỉ cần luồn một đoạn là được rồi, tại vì chúng ta đã thắt nút trước đó rồi thì nó sẽ khó xuất ra trong quá trình mình sử dụng lắm. Đây, và mình sẽ cắt đi. Đây, vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phần mẫu tất rồi. Thì ở đây các bạn muốn trang trí như thế nào là tùy ý của mọi người nha. Thì đây mình làm xong cái phần tai nè. Mình chỉ cần làm thêm cục bom bom và gắn, lại dùng keo nến gắn phần phía trước này nữa là xong rồi nha mọi người. Cái mẫu vớ cho bé rất là dễ thương luôn nha. Thì vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người móc cái mẫu vớ cho bé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài hướng dẫn của mình. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong bài hướng dẫn lần sau nha. Bye.